Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Kim Vũ xin kính chào quý vị đang trên kênh NMTV. TV hôm nay ngày 22 tháng Giêng năm 2021. Gồm các bản tin sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Google đe dọa gỡ bỏ công cụ tìm kiếm ở Úc. Google đã dọa sẽ gỡ bỏ công cụ tìm kiếm của mình khỏi Úc vì quốc gia này cố gắng bắt gã khổng lồ công nghệ chia sẻ tiền bản quyền với các bên sản xuất tin tức. Úc đang đưa ra một đạo luật dự thảo mang tính bước ngoặt nhằm bắt Google, Facebook và có thể là các công ty công nghệ khác trả tiền cho các hãng thông tấn cho nội dung tin tức của họ. Nhưng những gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã phản đòn lập luận rằng các luật này phiền hà và sẽ gây thiệt hại đến việc tiếp cận dịch vụ cục bộ. Vào thứ Sáu, Google đã nói trước một phiên điều trần của Thượng viện rằng luật là không thể triển khai được. Giám đốc điều hành của Google Úc, ông Mel Silva nói, nếu phiên bản này trở thành luật, nó sẽ không cho chúng tôi lựa chọn nào khác ngoài việc ngừng cung cấp chức năng Google tìm kiếm ở Úc. Chúng tôi không thấy có đường hướng nào với những rủi ro về mặt tài chính và vận hành để mà chúng tôi có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ ở Úc. Các chính trị gia Úc dự kiến sẽ thảo luận về luật tại Quốc hội trong năm nay. Google tìm kiếm là công cụ tìm kiếm có tầm chi phối ở Úc và đã được chính phủ mô tả gần như thiết yếu với ít cạnh tranh trên thị trường. Chính phủ đã lập luận rằng vì các gã khổng lồ công nghệ có được khách hàng từ những người muốn đọc tin tức, các gã khổng lồ công nghệ nên trả cho các tòa soạn một số tiền tương xứng cho hoạt động báo chí của họ. Lời đe dọa loại bỏ sản phẩm bậc nhất của Google là điều nghiêm trọng nhất với công ty này trong một cuộc tranh luận đang được theo dõi sát sao trên toàn cầu và trong bối cảnh ngày càng có nhiều tranh luận về việc chỉnh đốn quyền lực của các công ty công nghệ lớn. Xin mời quý vị theo dõi bản tin tiếp theo. Ông Biden muốn gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân với Nga thêm 5 năm. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Joe Biden đề xuất với Nga gia hạn thêm 5 năm hiệp ước vũ khí hạt nhân ký năm 2010 giữa hai quốc gia vốn sẽ hết hiệu lực vào tháng 2. Nói với báo giới, thư ký báo chí tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết ông Biden đề xuất việc gia hạn này trong khi vẫn yêu cầu các quan chức tình báo điều tra cáo buộc Moscow đứng sau các cuộc tấn công an ninh mạng và can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Bà Psaki lưu ý rằng hiệp ước cho phép gia hạn thêm 5 năm và điều đó càng có ý nghĩa hơn khi mối liên hệ với Nga đang bất lợi như hiện nay. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh, đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng còn lại giữa Washington và Moscow kể từ khi chính quyền ông Trump rút Mỹ khỏi hai hiệp ước khác. Bà gọi đây là mỏ neo cho sự ổn định chiến lược giữa hai quốc gia. Hiệp ước có tên New Start này do cựu Tổng thống Barack Obama và Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ký vào năm 2010 với nội dung giới hạn mẫu quốc gia không được triển khai quá 1.550 đầu đạn hạt nhân. Nga từng tuyên bố hoan nghênh việc gia hạn New START. Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cũng đề xuất gia hạn, nhưng các điều kiện này bị phía Nga từ chối. AP nhận định, các đồng minh của Mỹ, đặc biệt là ở châu Âu, chắc chắn sẽ hoan nghênh đề xuất của ông Biden, động thái cũng thể hiện mong muốn theo đuổi mục tiêu kiểm soát vũ khí của chính quyền Mỹ. AP dẫn nguồn thạo tin cho biết, ông Jeff Sullivan, Cố vấn An ninh Quốc gia, Tổng thống Biden sẽ chuyển đề xuất gia hạn hiệp ước tới đại sứ Nga tại Mỹ vào chiều ngày 21 tháng Giêng. Thưa quý vị, Anh, EU tranh cãi nảy lửa vì địa vị đại sứ ngoại giao. Giữa Anh và Liên minh châu Âu EU đang nổ ra một cuộc tranh cãi gay gắt về địa vị của đại sứ EU tại London. Theo BBC, Anh từ chối trao cho đại sứ EU Vadi Almeida địa vị ngoại giao đầy đủ như đại sứ của các quốc gia riêng rẽ có chủ quyền. Bộ Ngoại giao Anh khẳng định, ông Vau de Almeida và các quan chức dưới quyền ông không nên có các đặc quyền, kể cả quyền miễn trừ bị giam giữ, truy tố hình sự và đóng thuế dành cho các nhà ngoại giao theo Công ước Vienna. Theo đó, đại sứ EU cũng sẽ không có cơ hội được trình quỹ nhiệm thư lên nữ hoàng như các trưởng phái đoàn ngoại giao khác. Quan điểm được hiểu là London không muốn thiết lập tiền lệ bằng cách đối xử với một cơ quan quốc tế như cách với một quốc gia độc lập. Quyết định của Anh hoàn toàn trái ngược với 142 quốc gia khác trên thế giới, nơi các đại sứ của EU đều được cấp đầy đủ các đặc quyền như những nhà ngoại giao đại diện cho các quốc gia có chủ quyền. Xin mời quý vị theo dõi bản tin kế tiếp. Tổng thống Biden ký lệnh buộc người vào Mỹ phải cách ly khi tới sân bay. Tổng thống Joe Biden vừa ký sắc lệnh siết chặt hơn nữa các quy định chống dịch virus Vũ Hán, yêu cầu người nhập cảnh vào Mỹ bằng máy bay phải cách ly và buộc người dân đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông xuyên bàn. Phát biểu tại tòa Bạch Ốc trước khi ký tới 10 sắc lệnh nằm trong chiến lược chống dịch virus Vũ Hán thời chiến, ông Biden nói, ngoài đeo khẩu trang thì những người bay từ nước khác tới Mỹ đều phải xét nghiệm trước khi khởi hành và phải cách ly ngay khi tới Mỹ. Đây là một điểm mới trong chủ trương chống dịch virus Vũ Hán của Mỹ vì chính quyền Donald Trump trước đó chỉ bắt buộc du khách làm xét nghiệm còn cách ly chỉ là khuyến cáo. Chủ nhân mới của tòa Bạch Ốc cảnh báo số người Mỹ tử vong vì đại dịch có thể tăng lên nửa triệu người trong tháng 2. Chúng ta đang đương đầu với một tình huống khẩn cấp quốc gia nên cần phải hành động quyết liệt, ông khẳng định. Theo một sắc lĩnh khác, ông Biden yêu cầu các cơ quan liên bang phải rà soát và xem xét thực hiện việc truy vết, làm thêm xét nghiệm với những người nhập cảnh. Lệnh cấm nhập cảnh đối với người từng ở Brazil, Anh, Iceland và hầu hết châu Âu trong thời gian gần đây cũng được tái kích hoạt vài ngày sau khi ông Trump ký lệnh dỡ bỏ. Thông qua một sắc lệnh khác, ông Biden yêu cầu người dân Mỹ phải đeo khẩu trang tại nhiều địa điểm và trên các phương tiện giao thông công cộng như máy bay, xe buýt, phà. Thưa quý vị, và sau đây là bản tin cuối cùng. Phe Cộng hòa gây áp lực, buộc ông Biden cứng rắn hơn với Trung Quốc. Phe Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đang gây áp lực, buộc chính quyền Biden phản ứng mạnh mẽ hơn trước việc Bắc Kinh trừng phạt một số quan chức cấp cao thời cựu Tổng thống Trump. Vào ngày 20 tháng Giêng, khi tân Tổng thống Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, Trung Quốc tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, và 27 quan chức khác trong chính quyền của ông Donald Trump. Chính quyền của Tổng thống Biden cho rằng đây là hành động cố gắng khiến nước Mỹ chia rẽ nhưng không hiệu quả. Đồng thời, chính quyền mới của Mỹ cũng kêu gọi cả hai đảng cùng lên án hành động của Trung Quốc. Theo tuyên bố của chính quyền ông Biden, Bắc Kinh có ý đồ tiêu cực khi cố ý thông báo lệnh trừng phạt vào ngày nhậm chức của tân tổng thống. Viết trên Twitter, đảng viên Cộng hòa Jim Risch thành viên cấp cao trong ủy ban đối ngoại thượng viện cho rằng bắc kinh đang thử thách quyết tâm của chính quyền ông biden trong việc tiếp tục duy trì các tiếp cận cạnh tranh và cứng rắn đối với trung quốc cùng với nhau các đảng viên cộng hòa và dân chủ phải cho bắc kinh thấy rằng chúng ta sẽ không nản lòng trong việc bảo vệ các lợi ích của mỹ ông rick viết michael mccon nhân vật cao cấp thứ hai trong ủy ban đối ngoại hạ viện coi các biện pháp trừng phạt là nỗ lực trơ trẽn và vô căn cứ nhằm bật miệng và đe dọa các quan chức Mỹ. Các quan chức Mỹ đã vạch trần những hành vi sai trái của Trung Quốc. Bản tin đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Xin quý vị hãy ủng hộ chương trình của chúng tôi bằng cách nhấn vào nút subscribe hoặc nút đăng ký ở phía dưới video này. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất.